Thì em sẽ ứng thử cho mấy chị xem thôi. Tại vì cái tông màu đỏ em đang mang á, cũng như là cái màu vàng em đang cầm trên tay thì nó giống nhau với chị. Nhưng mà được một cái là cái màu thì ví dụ như mà ai mà thích nhã nhặn hơn, nền nã hơn một xíu thì chọn cho em cái tông màu đen. Còn màu vàng thì chắc chắn với mấy chị luôn, thì nó sẽ ăn gian cái phong dáng cũng như là tuổi tác của mình một xíu. Nhưng mà nói chung là mẫu này ai mang cũng được hết mấy chị. Mang sang chứ không có dùng từ đèn được mấy chị nha. Rồi em chào chị Vân Khánh nè, cảm ơn chị yêu nè. Những chị nào mình đặt hàng hay là ví dụ như mình thích cái mẫu nào đó, mình có thể tag tên bạn bè của mình vào livestream cùng rạp mỗi ngày nha. Ok chị Hương Mai Anh nè, chị Linh Lê C356. Dạ chị lấy mẫu này, ok chị nha. Ví dụ như mình chốt thì chỉ cần cho em mã và số điện thoại thôi là có đơn rồi, không có cần gì nhiều hết mọi người, không cần cầu kỳ cho em luôn nha. Cái này em bảo đảm với mấy chị luôn, những chị nào làm văn phòng công sở, hay chị nào làm nội trợ, hay chị nào cần tìm một cái phong đầm mà vừa có thể đi tiệc được, vừa có thể là mang đi chơi hay là mang thoải mái được, thì cái chị chốt ngay vào liền cho em C356 này. Tại vì sao các chị? Đây, em đứng cận cho mọi người xem vải nha. Làm phong cổ tròn nhưng mà không quá thấp cũng không bị quá cao. Đặc biệt nha mọi người nhìn cho em nè, phía trong này bên em làm cho mọi người lớp lót luôn, đây mọi người thấy không? Không sợ bị mỏng cho em nha. Chất là von lụa cho em luôn. Tay là phần tay lỡ cho em, là đằng sau là khóa kéo lộn như vậy cho em nha. Mã này bên em sale và xả kho luôn, 165.000. Ai nhanh tay thì có đơn hàng, mà chậm tay là mình sẽ không có đơn giùm em nha. Đây, cho mọi người xem lại nè, trời đẹp quá chị. Đằng sau là khóa kéo cho em nè, mẫu này đằng sau là khóa kéo cho em. Ví dụ như mà hôm nay chị nào mình chưa kịp theo dõi cái livestream trưa này trực tiếp thì mình có thể là mình theo dõi lại livestream này. Nhưng mà khi mà các chị theo dõi lại live hình như là vẫn còn được săn xe với giá rẻ, vậy nên là ai mà mình chốt thì nhớ cho em nha, là để liền mã là C356 cộng kèm màu vàng, hoặc là C356 màu đỏ và cho em xin số điện thoại liền cho mấy chị nha. Đơn giản nhẹ nhàng lịch sự và mang rất là dấu dáng cho em luôn. Phong đầm phè này không có cần phải nói nhiều các chị, không có sự bó sát vào cơ thể quá, đi làm đi chơi đi đâu cũng được cho em nha. Rồi 165.000 cho mã này cho em nè các chị. Rồi dạ chị ơi, nếu mà mình chốt đơn hàng á, mình chỉ cần cho em mã và số điện thoại thôi, không có cần nhiều các chị nha, chỉ cần cho em mã và số điện thoại thôi là gì được nha. Rồi em chào chị Yuki Hana nè, em chào các chị. Ok chị nha, mẫu này là C356 cho em, chị có đơn rồi nha. Chỉ cần chị cho em mã và số điện thoại thôi là có đơn rồi, không có cần cầu kỳ nha mọi người. Mấy chị hỏi là em ơi cái này có cần phải cho địa chỉ trên livestream hay không? Dạ không cần luôn. Đối với chị nào là khách cũ ha, thì mình có giữ cái số điện thoại hoặc cái địa chỉ cũ thì bên em sẽ liên lạc nhanh với mấy chị và gửi hàng đi. Còn chị nào mà có hai số điện thoại rồi thì chủ động cho em mã và số điện thoại để bên em chốt cũng như lên đơn cho tất cả các chị luôn, được không nè. Rồi C357 này, ơi hôm nay liền cho em mã là C356 các chị nha. C356 này chị nào lấy nữa comment liền cho em mã và số điện thoại để bên em tư vấn đơn hàng cho. Đây, đứng gần cho mọi người xem, không có sợ bị mỏng cho em nha, cả màu vàng cũng như là màu đẹp đỏ luôn các chị, cả màu vàng và màu đỏ giùm em luôn. Đây, vải bên nhà em làm cái chất liệu vải ở ngoài, các chị nhìn cho em ha, cái phần lan giữa cái màu đen và màu vàng cho em, tạo cảm giác cái phong nằm nó rất là thoải mái khi mình may cho em luôn. Khóa kéo này nằm phía sau, phong này là phong dáng xòe các chị, phong này phong dáng xòe cực kỳ thoải mái may cho em luôn nha, di chuyển bằng xe máy hay đi lại như thế nào cũng được hết, và phong này làm cũng không có bị ngắn quá nên mọi người thoải mái cho em luôn, mang lên cực kỳ trắng nhai mọi người nha. Rồi 165.000 trên like cho mọi sản phẩm C356 này. Còn chị nào lấy nó mình cho em liền mã và số điện thoại bên em chốt đơn nha mấy chị nha. Đây, đơn giản nhẹ nhàng cực kỳ dễ mang cho em luôn. Và chị nào mình chưa chia sẻ like thì mình nhớ là mình chia sẻ like giùm em một lần về trang cá nhân hoặc hội chợ nhóm luôn, để bên em có thể là tương tác tốt hơn với mấy chị trong những lần livestream tiếp theo nha. Ok mọi người, bây giờ thì chị nào mình còn chưa có số điện thoại thì bổ sung liền cho em nha. Chuẩn bị em sẽ thay tiếp một cái mẫu nữa cho mọi người săn theo. Thì C356 này chị nào còn có mặt trên livestream ngày hôm nay mà mình chưa chốt được thì nhớ là cho em liền cái mã và số điện thoại để bên tư vấn cho mấy chị nha. Bây giờ mấy chị nhà mình muốn lên đầm gì thì em sẽ lên cho mấy chị luôn, comment cho em biết là mình muốn lên đầm gì nha. Rồi bây giờ em thay mẫu nè, ai còn trên like chủ động ở lại cho em xin những cái dấu chấm comment nè, những cái câu hỏi hay những cái thắc mắc gì của mấy chị để bên em tư vấn cho mấy chị nha. Đợi em một xíu, em cố gắng thay mẫu thật là nhanh cho mấy chị nè.